Quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Thiết bị bảo vệ nguồn an toàn không nên bỏ qua, đó là DBX. Và ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục mang đến cho anh em sản phẩm quản lý nguồn đến từ DBX. Đây là phiên bản SV139, mẫu sản phẩm hàng cực kỳ hiếm trên thị trường Thanh thôi. Em nhớ là có một cái bác khách mà gọi em từ Tết ra Tết mà không mua và không đặt được hàng ở đâu cả với DBX SV139. Và ngày hôm nay bên em tiếp tục lên sóng cho anh em. Trong những ngày vừa qua thì em Tùng đã thông báo cho anh em đã về hàng với DBX SV139 rồi. Rất nhiều anh em đã và đang sử dụng và cảm thấy hài lòng với phiên bản này. Một trong thiết bị bảo vệ an toàn để giảm mạnh âm thanh của anh em không nên bỏ qua. Với phiên bản thiết kế màu đen mạnh mẽ cho anh em dễ phối đồ, 8 ổ cắm phía mặt sau cộng thêm 1 ổ cắm phía mặt trước. DBX SV139 tổng cộng có tất cả là 9 ổ cắm. Với mặt màn hình điện tử hiển thị nguồn điện áp và các chế độ tự động bật tắt rất đơn giản dễ dàng cho anh em người tiêu dùng, và giá thành 1.150.000 đồng chắc chắn là một mức giá các anh em sẽ cảm thấy ưng ý ngay lập tức khi bên em Tùng bán hàng cho anh em khách hàng. Các bác được quyền kiểm tra hàng, được thử hàng trước khi toán, bảo hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán sau, không cần đặt cọc bất kỳ một đồng phí nào cả khi các anh em mua hàng tại cửa anh em với phiên bản DBX SV139 hay tất cả trang bị âm thanh. Ok, và ngay bây giờ thì cùng anh em kiểm tra công dụng của DBX SV139 nhá. 9 ổ cắm em đã nhắc anh em ở đầu video rồi, có thêm áp chống cháy C63. Cái áp này nó đóng vai trò như một cái áp cầu giao tổng vậy. Khi phát hiện ra lỗi cháy, chập, nổ hay là nguồn áp quá tải sét đánh thì cái áp này sẽ tự động cắt cầu giao, tức là nó sẽ không để cho các thiết bị âm thanh đẩy cái nguồn điện sang các thiết bị khác. Các bạn biết rằng là khi mà chúng ta trải nghiệm dàn máy âm thanh gia đình, chúng ta cần một cái công suất rất là lớn, cần một cái nguồn điện tải đủ lớn để đánh được với những cặp loa, để đánh được đẩy công suất hay để là các thiết bị chạy được ổn định. Nhưng mà khi mà dẫn đến hiện tượng là bị cháy, chập, nổ thì sao, cái nguồn điện nó tải ra nó rất là lớn, có thể là nó sẽ nhảy sang cái thiết bị khác, ví dụ như để cháy âm đi, cháy cũng đẩy thôi chẳng hạn. Thì cái thiết bị đầu tiên bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là những cặp loa, có thể là chúng ta đang cắm loa trực tiếp qua đẩy thì nguồn điện nó sẽ chạy qua loa và nó sẽ làm cháy cái bộ phận tần của loa hay là cháy các thiết bị khác như là âm ly, rồi là vang, rồi là lọc xì lâm tiếng, vân vân đấy. Nhưng mà khi chúng ta đã có quản lý nguồn thì sao ạ? Các bác thấy rằng là khi mà phát hiện ra lỗi nguồn điện áp quá tải chạy vào quản lý nguồn thì nó sẽ ngưng tất cả nguồn điện, không cho các cái nguồn điện chạy sang các thiết bị khác nữa, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là an toàn và tránh những hiện tượng xấu xảy ra hoặc là những cái hiện tượng không may xảy ra như cháy cả dàn máy. Nó rất là nguy hiểm cho dàn máy âm thanh nếu như các anh em không có quản lý nguồn. Thực sự đây là một cái thiết bị rất là quan trọng trong việc là bảo vệ dàn máy. Và nếu như các anh em sử dụng quản lý nguồn thì nó cũng thêm một công dụng nữa, đó là bật tắt dàn máy nó đơn giản hơn và hiệu quả hơn. Đặc biệt anh em sử dụng thiết bị trong tủ đồ, có rất nhiều bác sử dụng thiết bị trong tủ đồ thông minh, chẳng hạn chúng ta đi làm sự kiện hoặc là chúng ta chơi gia đình có tủ đồ, chúng ta sẽ để các thiết bị chồng lên nhau và chúng ta để vào tủ đồ. Nếu như các cái thiết bị đó có cái công tắc mặt trước thì anh em có thể bật được bình thường, nhưng mà lại nếu như có các thiết bị nó có công tắc mặt sau thì sao, nhiều bác bật tắt là phải luồn ra phía sau chúng ta bật hoặc tắt, hay là thậm chí là rút cả ổ điện ra để có thể bật tắt nó đơn giản hơn. Như vậy chúng ta gặp rất nhiều bất cập trong việc của chúng ta bật tắt dàn máy. Nhưng khi đã có quản lý nguồn, các bác hãy nhớ cắm cho em các cái đường cổng tín hiệu đầu vào trước, mic vang lên tiếng lọc xỉ 1 2 3 4, cuối cùng ấn đi công suất cũng đại các cắm chân 6 7 8. Và khi mà chúng ta muốn bật tắt dàn máy, chúng ta chỉ cần nhấn nút start góc tay phải màn hình, kích hoạt chế độ tự động tắt từ 8 về 1 hoặc là bật từ 1 lên 8 đấy. Và các bạn đã nhìn thấy cái đèn chuyển màu tối rồi, tức là đã ngưng trạng thái cấp điện, đồng thời trên mặt màn hình cũng đã mất đi các ký hiệu số, tức là đã ngưng trạng thái cấp điện hoàn toàn với các cổng cắm rồi. Muốn bật chúng ta nhấn một lần nữa vào nút start để bật theo chế độ tự động, bật từ 1 đến 8, rất đơn giản, bật một nút bật cả dàn máy, tắt một nút tắt cả dàn máy, đó là nút start ở đây. Và nếu như anh em không muốn bật theo chế độ tự động, anh em hoàn toàn có thể bật tắt theo chế độ từng cổng, nhấn trực tiếp các nút mềm trên này để bật tắt theo chế độ từng cổng, rất đơn giản, thông minh cho giảm mạnh âm thanh. Kể cả sự kiện cũng vậy, rất nhiều anh em sử dụng sự kiện, đi làm sự kiện chúng ta sử dụng quản lý nguồn của DBX, bởi vì quên DBX từ trước giây nó đã là một cái thương hiệu rất là lớn rồi, nổi tiếng và đảm bảo an toàn, tải cao và sử dụng rất là thông minh, hiệu quả, chuyên nghiệp cho giảm máy âm thanh không chỉ là gia đình và sự kiện đâu. Và ngày hôm nay thì bên có anh em mang đến cho anh em phiên bản quản lý nguồn và mở luôn phần nội thất bên trong để anh em có thể yên tâm hơn chúng ta trải nghiệm và chọn lựa những mẫu quản lý nguồn cao cấp. DBX SV139 sử dụng thêm bộ nội thất rất chất lượng, nguồn điện áp, áp chống cháy, tụ chip đầy đủ thông minh này, và gì đã có thêm cuộn lọc nguồn để lọc nhiễu, lọc sóng, lọc nguồn điện áp sạch, lọc tín hiệu cực kỳ tốt cho anh em chơi và trải nghiệm phòng hát gia đình với phiên bản quản lý nguồn DBX SV139. Và giá thì chỉ có 1.150.000 đồng. Em nghĩ là anh em có đủ khả năng để chúng ta mua được một cái thiết bị bảo vệ an toàn giảm máy âm thanh, và với cái thiết bị này các anh em sẽ cảm thấy rất là an toàn và sử dụng an toàn, hiệu quả cho giảm máy âm thanh, chính xác là những gì mà DBX SV139 đem lại cho giảm máy. Và ngày hôm nay thì bên cảng Tùng Audio Hải Dương tiếp tục lên sóng cho anh em thiết bị bảo vệ quản lý nguồn DBX SV139 1.150.000 đồng. Anh em đang có nhu cầu liên hệ ngay với em Tùng Audio 0979 629 336, đặt hàng và hưởng ngay mức giá ưu đãi đặc biệt tới từ những trang thiết bị âm thanh sản phẩm bên cảng Tùng Audio. Và video của em xin dừng lại tại đây, chúc anh em bảo vệ dàn máy an toàn, thiết bị điện với mẫu quản lý nguồn DBX SV139. Xin chào anh em.